Nói về nghiệp, sự là việc làm, nghiệp là kết quả. Hay nói tác nghiệp, tốt nghiệp, đồng nghiệp, sự nghiệp, thất nghiệp. Danh từ nghiệp vốn không xấu không tốt, do không hiểu nên xem nó là từ nhạy cảm, hay dùng cho số phận kém. Ví dụ có người nói nghiệp tôi thế này tôi phải chịu. Ban đầu mình tạo nghiệp, sau đó nghiệp dẫn mình. Nghiệp là những hành động lâu ngày, làm lâu ngày sẽ tích lũy nghiệp. Tích lũy là nhân, trổ quả là báo. Nhân thiện sẽ quả báo sẽ thiện. Đời này hoặc hiện tại vận khí kém, việc nhỏ việc to làm mãi không xong, tức trong quá khứ đã tích lũy nhiều nghiệp bất thiện, hiện tại quả gây chướng ngại. Giảm nghiệp bất thiện không gì thực tế bằng tu 10 nghiệp thiện, giảm đi được nghiệp chướng trong quá khứ. Vậy chướng do oán gia làm sao tiêu trừ?